Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa bass full của loa Hitachi LOD. Con này của con HS33D anh em nhé. Công suất của nó là 200W một chiếc, công suất chịu đòn là 200W một chiếc, 400W một đôi anh em nhé. Nó là loa bass anh em nhé, bass full. Đấy, nó trang bị cái quả gân xếp rãnh này. Đấy, gân xếp rãnh này đúng là chỉ có hãng này có, chứ không thể hãng nào làm lẫn được cái gân xếp này nhé. Quả gân xếp này anh em này. Đấy, rất là bền luôn, bền và dẻo dai. Đấy, quả gân rất là ok. Đây, màng loa rất là đẹp nhé, đẹp và cân màu anh em nhé, màu rất là cân đối. Đây anh em nhìn này, cái côn rất là lớn luôn nhá, côn to, xương bảy màu luôn. Đấy, xương bảy màu. Đấy, cái vành này ngoài cùng nó vành gang anh em nhé, anh em hoàn toàn có thể tháo được cái vành gang này rời khỏi cái xương loa nhé anh em nhé. Đấy, con này là bass 20, còn nếu mà tính anh em tính full cái vành này thì là 24 anh em nhé. Cái vành này đấy, hết cái vành này là 24. Đây, Hitachi này, Made in Japan, sản xuất tại Nhật anh em nhé. Đấy, côn này, côn zin đét, keo chỉ zin đét anh em nhé. Đấy, con này hàng tháo thùng ra, cái thùng của nó bị ẩm nên là tháo thùng hành lý cho anh em. Đấy, 400W cả bát này. Đấy, rất là ngon, rất là chất, hàng gấu. Để cho anh em cặp này chỉ với 990.000 thôi. Đấy, dọn kho bán thanh lý cho anh em nhé, 990.000, rẻ như bát của tàu luôn, 990.000. À, rất là gấu. Nó có cả lỗ thoát hơi ở hông. Trong cái chân màng nó có lỗ thoát hơi luôn anh em nhé. Côn rất là lớn luôn. Đấy, 990.000 thôi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.